Xin chào mọi người. Hôm nay mình có mặt ở đây là một cái chợ trời rất là lớn. Chợ trời này là một cái chợ trời rất là lớn ở Los Angeles và được tổ chức mỗi tháng một lần vào chủ nhật thứ hai của mỗi tháng.
ở cái chợ trời này thì rất là lớn. Mỗi tháng thì ở đây thu hút hơn 20.000 khách tới. Chợ trời này bán đủ thứ các mặt hàng hết, từ quần áo cho tới đồ cổ, giày dép, tất cả mọi thứ ở đây đều có.